Hello các bạn. Hôm nay tớ lại tiếp tục ghép Lego 12 con giáp nha. Tập này mình sẽ ghép con gà nha các bạn. Con gà này nhìn nó có bé bé hay sao các bạn ạ? Có hơn 500 mảnh thôi. Chứ bình thường tôi ghép mấy cái mảnh kia toàn hơn 600 nha. Nào mình thử khui hộp ra nha các bạn nhé. Mình thử khui hộp ra xem nó có những gì nào. Gà này có một tờ hướng dẫn này, một túi Lego màu vàng với các màu này. Giờ mình thử bắt tay vào ghép luôn nha. Ok, let's go.